Rồi chúng ta bắt đầu nha. Ôn tập một chút về khái niệm pH. Ôn tập ở pH. Đây rồi, vừa nhắc đến thì đây em ngồi bàn đầu luôn. Đấy. Ôn tập khái niệm về pH. Cái pH này các em nhớ là cái chữ P viết nhỏ nhá. P viết nhỏ, H viết hoa. Chứ không phải là hai chữ H, hai chữ P với chữ H là viết bằng nhau đâu. Đấy. Trước hết là công thức. Công thức thì là pH thì bằng cái gì? pH bằng cái gì nào? Bạn nào xung phong nào? Hôm trước thầy cho ghi công thức rồi đúng không? Còn nhớ không? pH bằng gì nào? Không có ai nhớ công thức này à? Nam nào? Nguyễn Nam à, Hoàng Nam nào? Trừ lốc, đọc là trừ lốc này. Gì nữa? Từ nó nồng độ của ion H cộng. Đấy, này công thức. Rồi. Thế bây giờ thầy cho cái ví dụ này nha. Ví dụ này. Một cái dung dịch. Ví dụ 1 đi. Dung dịch HCl nồng độ là 0,01 m chẳng hạn. Đấy, hãy tính pH. Rồi. Hãy tính pH. Bây giờ thầy hướng dẫn giải. Thì trước hết là chúng ta có công thức là pH thì bằng trừ lốc của nồng độ H cộng. Vậy thì muốn tính được pH thì các em phải tính cái gì? Tính H cộng, sau đó các em dùng máy tính em bấm em ạ. Đấy. Quan trọng nhất là các em tính được cái nồng độ H cộng này, sau đó các em dùng máy các em bấm. Vậy thì muốn tính H cộng thì các em phải xuất phát từ cái HCl này. HCl là chất Delhi mạnh hay yếu nhỉ? Mạnh. Vậy thì các em viết phương trình phân ly ra. HCl phân ly thành H cộng cộng với Cl trừ. Đấy, nồng độ ban đầu của HCl để bài cho đây là 0,01 m. 0,01 m đặt vào đây. Vậy từ đó các em mới suy ra cái nồng độ H cộng cũng là gì? Nhân chéo chứ thẳng thôi. 0,01 m. Vậy từ đó suy ra pH. pH thì đúng công thức mà các em ốp thôi. Bằng gì nhỉ? Bằng trừ lốc của 0,01. Xong cái bấm máy tính đi. Bấm máy tính xem ra bằng bao nhiêu. Đấy. Nếu mà các em không nhẩm được thì cái bấm máy tính. Bằng 2 đúng không? Bằng 2. Lại pH bằng 2. pH bằng 2 thì các em xem sánh với 7 thì lớn hơn hay nhỏ hơn 7 nhỉ? Đấy, nhỏ hơn 7. Nhỏ hơn 7 thì là môi trường gì? Hôm trước thầy dạy chưa? Hôm trước thầy dạy là trong môi trường gì lớn hơn 7 hay nhỏ hơn 7 cái thứ dạy chưa? Chưa đúng không? Ok. Nhỏ hơn 7. Thế nhưng mà cái biết HCl nó là axit hay bazơ hay là muối nhỉ? Axit. Đấy, nhỏ hơn 7 thì ứng với axit. Suy là môi trường axit. Tí nữa thầy sẽ dạy cái lớn hơn 7, nhỏ hơn 7 là như thế nào, đúng không? Ok. Bây giờ thầy lấy ví dụ khác. Lấy ví dụ 2 là dung dịch. Dung dịch NaOH 0,01 m, yêu cầu là tính pH. Đấy, cứ bình tĩnh, những bài những cái bài đầu tiên này thầy cho rất là dễ thôi. Có bạn Long ở xung phong. Đấy. Thế thì em sẽ xem lại video clip nha. Em sẽ xem lại video clip. Thế còn đến bây giờ thì em cứ nghe đi. Xong có cái gì chưa hiểu thì em hỏi. Đấy, ví dụ như là ví dụ em chưa hiểu công thức là pH bằng trừ lốc H cộng. Thì đây, công thức này công thức định nghĩa em ạ. Công thức là pH bằng trừ lốc nồng độ H cộng là công thức định nghĩa. Định nghĩa là gì? Tức là người ta đưa ra như thế. Thế còn cái lốc này ở đâu? Trong máy tính nó có. Đấy, máy tính có mà em chưa kích bấm đúng không? Thầy hướng dẫn cách bấm. Trừ, bấm dấu trừ trước đi. Máy tính em hết pin thì em mượn máy khác. Đấy, thầy cho mượn. Đây. Em on. Rồi. Trừ cái lốc này. Đấy. 0,01. Xong ngoặc, đóng ngoặc, hoặc không đóng ngoặc được, không bằng. Đấy, em hiểu chưa?
Đấy, cứ để mới dùng. Lên rồi hả? Ừ, đấy. Thế thôi. Thế bây giờ em hiểu hơn chưa? Đấy, cái chỗ này ấy, thì nhân chéo cho thẳng này là cách tính thông thường thì ai biết à? Được chưa? Thế thầy lấy ví dụ 2. Dung dịch NaOH không phải có 1 m tính pH. Thì thầy hướng dẫn cách làm này. Chúng ta cũng luôn suy luận là từ công thức pH bằng cái gì nhỉ? Tổng quát trừ log gì? H cộng. Vậy thì muốn tính được cái pH thì cần tính cái gì trước? Là tính H cộng. Thế mà trong dung dịch NaOH nó có cái gì? Có H trừ. Vậy thì từ OH trừ phải tính ra thì H cộng. Thì có công thức gì liên hệ H cộng và OH trừ nhỉ? Thầy cho ghi chưa? Trong tài liệu có chưa? Thầy xem trong tài liệu các em có công thức này chưa? Có rồi đấy. H cộng nhân OH trừ bằng 10 mũ trừ bao nhiêu đấy? Đấy, công thức đó đấy. Vậy các em đã hiểu cách làm chưa? Đầu tiên tính cái gì trước? Tính OH trừ trước, sau đó suy ra H cộng. Xong lắp vào công thức này mà mới tính là xong. Vậy bây giờ bạn nào xung phong làm thầy nào? Bạn nào xung phong không? Thầy hướng dẫn nhá, muốn tính OH trừ thì cần tính cần viết phương trình giống như này thôi. Viết phương trình điện ly ra giống như cái này. NaOH đi thành cái gì? Mày hà nào? Mũi tên thành gì nhỉ? Cộng với cộng sẽ là trừ á. Nhầm hàng một tí thôi đúng không? Thế sau thay số vào 0,01 m thì cái này sẽ là gì? 0,01 m đấy. Thế mà lại có h cộng ngọc vuông nhân với OH trừ ngọc vuông thì bằng mũi trừ 14. Vậy đó suy ra h cộng ngọc vuông thì bằng cái gì? Mũi trừ 14. Cái này chia cái gì đây? Chia cho OH trừ. Tôi chia cái này này. Đấy. Cái này chính là OH trừ này và bằng 0,01 này. 0,01. Bây giờ bấm máy tính ra đi. Nếu mà các em biết nhẩm thì rất là nhanh, không nhẩm thì các em bấm. Các em thấy là 0,01 chính là 10 mũ trừ gì nhỉ? 10 mũ trừ 2. 10 mũ trừ 14 mà chia 10 mũ trừ 2 thì nhân ha lũy thừa cùng cơ số, giữ nguyên cơ số cộng số mũ. Đấy, tức là bằng 10 mũ trừ 14 này chia cho mũ trừ 2 này thì tức là bằng 10 mũ trừ 14. Chia nhân ha lũy thừa cơ số thì cộng, còn chia thì là trừ. Đấy, trừ đi gì nhỉ? Đấy, chia ha lũy thừa cơ số thì giữ nguyên cơ số trừ số mũ. Trừ 4 trừ đi trừ 2 thì còn gì? Mũ trừ 12. Đấy. Thế bây giờ các em làm gì để ra pH? Trừ log của H cộng. Vậy H cộng bao nhiêu đây? 10 trừ 12. Bây giờ các em bấm máy tính. Nếu mà các em nhẩm nhanh thì sẽ không cần phải bấm. Bằng 12. Đấy. Buổi trước bạn nào vắng đấy thì các em xem lại cái video thầy đã đăng đấy. Đăng có 3 buổi đấy, 3 buổi, 4 buổi gì đấy. Đấy, full gần như tất cả các buổi của nhóm trường chuyên đấy, thầy đăng full hết. Để các em sẽ xem lại để sẽ hiểu hơn. Có Hưng này mới Long đúng không? Vắng. Mấy Nam nữa, Nam mới vắng một buổi thôi. Nếu em vắng buổi thứ 7 thì em xem vào cái buổi buổi thứ 6 của những thường xuyên đấy. Ổn. Đó lần trước. Ok. Vậy thì các em thấy là pH ở đây lớn hơn hay nhỏ hơn 7 đây? Lớn hơn 7. Mà các em thấy NaOH là gì nhỉ? Là 3 giờ. Vậy thì các em suy ra lớn 7 thì môi trường gì? Môi trường 3 giờ. Môi trường 3 giờ. Thế thầy sẽ dạy các em cách tính toán tiếp. Đây thầy lấy ví dụ để các em hiểu rằng pH để làm gì thôi. Đấy, ví dụ để các em hiểu xem pH nó ứng dụng để làm gì. Vậy thì pH ứng dụng để làm gì các em nhỉ? Dùng cái đánh giá gì đây? Đánh giá môi trường. Mình phải nhận định xem là pH như này thì môi trường nó là môi trường gì.
axit hay là bazơ, hay lưỡng tính hay trung tính vân vân. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ học sang cái phần ý nghĩa của pH. Ý nghĩa của pH. Thế còn tính toán này tất nhiên là các em sẽ còn quay lại các em tính rất nhiều, nhưng bây giờ thầy tính tạm thế đã. Chưa phải là chính thức các em học phương pháp tính toán pH đâu. Ý nghĩa của pH nhé. Vừa rồi ấy, các em đã nhắc đó là dùng để làm gì các em nhỉ? Đánh giá gì? Đúng rồi, dùng đánh giá môi trường. Đánh giá môi trường. Dùng đánh giá môi trường. Thế thực ra ấy, đánh giá môi trường thì chúng ta có thể dựa vào một cái thông số khác, không phải dựa vào pH. Dựa vào cái gì các em? Có thể dựa vào cái gì mà không cần dựa vào pH để đánh giá môi trường? Đó chính là dựa vào H cộng em ạ. Đây, thầy đã viết ra ngoài nha, các em không cần phải ghi cũng được. Ví dụ nha, bình thường thì môi trường trung tính. Đấy, môi trường trung tính em ạ. Môi trường trung tính nghĩa là cái gì các em nhỉ? H cộng vào H trừ làm sao? H cộng vào H trừ bằng nhau, đúng rồi. Đấy, H cộng vào H trừ bằng nhau. Đấy. Môi trường trung tính nghĩa là không phải là axit cũng không phải là bazơ mà là bằng nhau. Vừa axit vừa bazơ và bằng nhau thì H cộng bằng OH trừ. Cái này các em không cần ghi được, thì các em cứ ghi bên này thôi. Ok, thế thì mà các em biết lại có H cộng nhân với OH trừ, các em đã học vừa rồi là bằng bao nhiêu? 10 mũ trừ 14. Đấy. Thế bây giờ các em làm một cái động tác toán học cực kỳ đơn giản thôi. Tức là các em thay cái OH trừ này bằng cái gì nhỉ? H cộng, đây này. Cái này các em biến nó thành H cộng, bởi vì nó bằng mà. Tức là em suy ra là H cộng nhân với H cộng. H cộng nhân với H cộng. Bằng 10 mũ trừ 14. Thế bây giờ các em thấy hai này giống nhau thì các em làm gì? Gộp nó vào thành cái gì nhỉ? Bình phương, đúng rồi. X nhân x thì bằng x bình phương mà. Suy ra ngoặc vuông H cộng bình phương bằng 10 mũ trừ 14. Thế bây giờ các em muốn tính cái H cộng này, các em làm phép tính gì đây? À, khai căn bậc 2, 2 vế. Căn của H cộng bình phương thì ra gì? Ra H cộng. Thế còn căn bậc 2 của 10 mũ trừ 14, các em bấm máy tính đi xem ra bao nhiêu? À, 1 mũ trừ 7. Đấy. 1 mũ trừ 7. Tuy nhiên là cái số 1 thì các em có thể bỏ qua được em ạ. Viết gọn thành gì thôi? 10 mũ trừ 7. Đây, có nghĩa là môi trường trung tính thì H cộng bằng bao nhiêu các em? Bằng 10 mũ trừ 7. Đấy. Vậy thì các em thấy rằng là ngoài dùng pH ra thì các em thấy rằng là có thể dùng H cộng em ạ. Dùng H cộng. Thế nhưng mà cái H cộng ấy các em thấy ấy, nó là con số lớn hay nhỏ nhỉ? Cái nồng độ H cộng là số lớn rất nhỏ. Rất nhỏ, 10 mũ trừ 7 là con số rất là nhỏ các em ạ. Vì nó rất là nhỏ như vậy nên là ta sử dụng nó có thành có gọi là có dễ dàng không, có thuận tiện không? À, không. Đấy, vì là con số rất nhỏ nên là khi chúng ta viết này, chúng ta tính toán này hay là chúng ta nhớ thôi cũng rất là khó các em ạ. Ví dụ nha. Thầy ví dụ này. H cộng bằng 1,753 nhân với 10 mũ trừ 5 chẳng hạn. Đấy. Ví dụ thế, cái con số này các em thấy cũng rất là nhỏ. Vì vậy mà nó không thuận tiện. Bây giờ các em tính này xem pH của nó bao nhiêu. Tính pH là bao nhiêu. Nếu như nó bắt cộng như này thì các em bấm log thôi. Trừ log của 1,75 nhân với 10, 1,53 nhân 10 trừ 5. Các em bấm máy tính ra xem bằng bao nhiêu. Đấy, làm tròn một chút xíu đây. Vậy các em thấy cái 4,75 này so sánh với cái số 1,753 nhân 10 trừ 5 này, các em thấy con số nào nó đẹp hơn? Đương nhiên số này đúng không? Vậy các em hiểu vì sao nó dùng pH chưa? Rồi, vậy thì các em ghi thêm vào là ý nghĩa pH là dùng đánh giá môi trường đấy, mà ngoặc ra là gì nhỉ? Một cách thuận tiện.
và đơn giản hơn. Đấy. Dùng để đánh giá môi trường một cách thuận tiện hay đơn giản hơn. Thế các em đã hiểu vì sao thuận tiện đơn giản hơn chưa? Nó sẽ ra một con số làm sao? Đẹp hơn. Đấy, là con số gần gũi với chúng ta hơn. Rồi, bây giờ đánh giá môi trường như thế nào nhá? Đánh giá môi trường này, cái này biến đổi hoàn toàn toán học nha. Trước hết là trong môi trường axit trước. Môi trường axit đi. Cái này các em sẽ ghi này. Ghi vào, sau đó thì các em sẽ ghi vào tài liệu sau, ghi vào trước. Thế bây giờ thầy hỏi các em là trong môi trường axit hay là môi trường bazơ hay là môi trường trung tính thì chúng ta luôn luôn có hai ion gì nhỉ? H cộng và H trừ luôn luôn song hành với nhau các em ạ. Thế còn nếu trong môi trường axit thì cái H cộng so với OH trừ thế nào? Nhiều hơn. Thế còn trong môi trường trung tính thì sao? Bằng nhau. Thế còn nếu môi trường bazơ hay là môi trường bazơ người ta gọi là môi trường kiềm nhá. Môi trường bazơ hay môi trường kiềm thì nó là một thôi. Nếu môi trường kiềm thì OH trừ và H cộng thì cái nào? OH trừ sẽ lớn hơn. Đấy. Vậy ta xét môi trường axit trước thì nó có là H cộng sẽ gì nhỉ? So với OH trừ thế nào? Lớn hơn. Đấy, lớn hơn. Thế bây giờ các em làm một phép tính toán học thôi. Đấy, từ cái bất thực thức này các em nhân hai vế với một số dương thì bất thực thức có đổi chiều không? Nhân hai vế với một số dương, bất thực thức không đổi chiều. Mà số dương ấy chính là cái H cộng này. Các em nhân hai vế với H cộng không thầy? Nhân với H cộng. Đấy. Sẽ lớn hơn H cộng nhân với gì? OH trừ. Đấy. Đây là về mặt toán học thôi. Đến đây các em có hiểu chưa? Đây Thái có hiểu không? À Đức Anh có hiểu không? Từ đây cho đây em có hiểu chưa? Chưa hiểu lắm à? Rồi thế thì thầy nói lại nhé. Cái nồng độ H cộng và nồng độ OH trừ nghĩa là như thế nào? Nghĩa là trong một dung dịch thì luôn luôn tồn tại hai ion này song hành với nhau. Đấy. Thế nhưng mà chúng luôn luôn có mối quan hệ là H cộng nhân OH trừ luôn bằng bao nhiêu đây? Bằng 10-14, bữa trước thầy dạy đây rồi đúng không? Thế bây giờ trong môi trường axit, axit nghĩa là gì? Axit nghĩa là H cộng nhiều hay là OH trừ nhiều? Axit thì cái H cộng là đại diện cho axit em ạ. OH trừ đại diện cho gì nhỉ? Cho bazơ hay là cho kiềm? Đấy. Vậy thì trong môi trường axit thì H cộng và OH trừ thì cái nào nhiều hơn? Axit thì thầy nói là trong môi trường axit đấy. Môi trường axit thì H cộng và OH trừ cái nào nhiều hơn? H cộng nhiều hơn. Thế H cộng lớn hơn không hay nhỏ hơn không? Lớn không? Đấy, chắc chắn là lớn không rồi. Vậy thì bây giờ ta nhân hai vế. Hai vế ta cùng nhân với H cộng. Ta cùng nhân với H cộng. Thì từ đây ra đây em hiểu chưa? Đấy, cái này lương hiểu chưa? Từ đây em hiểu chưa? Ok chưa? Thế Đức Anh, Thái hiểu chưa? Thế còn các bạn khác? Đông ok chưa? Cái này biến đổi toán học thôi nha. Từ đây các em suy ra. Nào thế mời Lương luôn đi. Em thấy H cộng nhân H cộng thì ra cái gì? À Hải. Lương lại vắng rồi. H cộng nhân H cộng ra cái gì? H cộng mình. Ok. Thế bây giờ em cho thầy biết là H cộng nhân OH trừ thì nó ra bao nhiêu? Đúng rồi đây. Chính xác đấy. Mình thay vào đây thôi. Mình thay vào đây 10-14 này. Thế bây giờ các em làm thế nào để các em được H cộng nhỉ? Đúng rồi, khai căn hai vế giống như bên kia đúng không? Khai căn hai vế. Căn của x bình thì bằng trị tuyệt đối của x. Thế nhưng mà vì x ở đây tức là H cộng đây nó dương rồi, ta bỏ qua cái gì nhỉ? Bỏ qua trị đối. Đấy. Bình thường chính xác nhé, thầy viết ra ngoài chính xác này. Là căn của x bình thì bằng cái gì? Trị đối của x. Thế nhưng mà vì cái x là lớn hơn không, vì x lớn hơn không thì ta có thể bỏ qua cái gì nhỉ? Bỏ qua dấu trị đối. Đấy. Thế thì các bạn để ý đây, thầy có căn của H cộng bình phương thì ra trị đối của H cộng, nhưng mà H cộng lớn hơn không thì ta được cái gì luôn? H cộng luôn.
cộng luôn. Rồi, thế còn bất đẳng thức này không đổi chiều các em ạ. Bất đẳng thức này giữ nguyên. Thế còn căn của 10 trừ 4 thì các em vừa làm ấy, nó ra bao nhiêu? 10 trừ 7. Căn của nó. Căn của 10 trừ 4 bằng 10 trừ 7. Đấy. Các em hiểu đây chưa? Bây giờ chúng ta biến đổi tiếp nè. Biến đổi tiếp. Từ đó, bây giờ thầy mời các bạn làm tiếp luôn nhá. Mời Thái từ xem nào. Bây giờ em cho thầy biết nếu ta thêm 2 cái log 2 vế vào, log 2 vế vào thì bất đẳng thức có đổi chiều không? Hôm trước là thầy dạy các em cái hàm log rồi đúng không? Hàm log là hàm đồng biến. Đây. Ta thêm cái log của h cộng vào. Thì bên này không đổi chiều vẫn có gì nhỉ? Lớn hơn không, tức là bên này có gì đây? Log của cái gì? 10 trừ 7 đấy. Các em thấy không? Bất đẳng thức không đổi chiều nếu ta thêm log hai vế vào. Hàm log là hàm đồng biến em ạ. Hàm đồng biến giống như là hàm bình phương. Đấy, cũng là hàm đồng biến. Rồi. Thế bây giờ các em làm thế nào? Bấm máy tính xem ra bao nhiêu. Bấm máy tính xem cái số này ra bao nhiêu. À, bằng trừ 7. Bằng trừ 7. Đấy. Các em thầy tạm dừng cho các em nhanh tay các em ghi đã. Không nghe các em nhanh quá các em ghi không kịp. Đấy. Đấy. Ghi chép cho nó kịp vào. Xong chưa? Rồi, tốt rồi. Đấy. Bây giờ các em làm thế nào để xuất hiện cái pH được em? Các em nhớ lại công thức là pH thì bằng cái gì nhỉ? Trừ log, đúng rồi. Đấy. Vậy thì ta làm một phép tính cực kỳ đơn giản là nhân hai vế với âm 1. Nhân hai vế âm 1 tức là nhân với một số âm thì bất đẳng thức sẽ thay đổi chiều. Vậy thì trừ log của h cộng sẽ bây giờ dấu này sẽ là dấu gì? Nhỏ hơn. Đấy. Cái trừ 7 này các em nhân với lại âm 1 thì ra gì? Ra 7. Nào tập trung đây nào. Đấy. Thế bây giờ các em làm một cái phép thay thế là trừ log là cái gì nhỉ? Chính là pH đúng rồi. pH nhỏ hơn 7. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ rút ra được một cái kết luận là trong môi trường axit thì pH làm sao? Nhân 7. Các em ghi vào trong tài liệu các em có cái chỗ trống để các em điền đấy. Trong môi trường axit thì pH nhỏ hơn 7. Đấy, đây là cái mà các em sẽ điền vào trong tài liệu. Có chỗ chưa? Có nhìn thấy chỗ để điền chưa? Đây, đấy. Có sẵn số 7 rồi đấy, các em chỉ việc điền dấu thôi. Tài liệu này của bạn thế bạn Đức Anh là quên à? Mất rồi à? Thế mất thì em mượn bạn em photo lại. Bởi vì thầy in cho cái mới thì lại không có chữ, hiểu chưa? Mượn bạn photo lại. Thế các em đã hiểu cái chứng minh này chưa? Bây giờ một cách hoàn toàn tương tự như vậy trong môi trường Bazơ. Môi trường Bazơ thì cái gì nhiều hơn? OH trừ nhiều hơn, tức là H cộng thế nào nhỉ? Nhỏ hơn OH trừ. Và làm y hệt như này, các em chỉ đảo cái gì thôi? Đảo dấu thôi. Y hệt này các em đảo dấu lại. Lúc đầu là dấu nhỏ hơn thì cuối cùng sẽ là dấu gì?
lớn hơn. Đấy, biến đổi tương tự nhá. Biến đổi tương tự. Kem sẽ được cuối cùng là pH. Dấu này sẽ được thay bằng dấu gì? Lớn hơn. Lớn 7. Đấy. Thế còn trong tài liệu các em điền vào luôn. Môi trường 3 giờ thì pH lớn 7. Rồi, điền vào. Thế bây giờ đến môi trường thứ ba là môi trường gì các em? Trung tính. Môi trường trung tính như cái gì với cái gì bằng nhau nhỉ? À, bằng 7. Tức là cuối cùng ta biến đổi ra được là pH gì? Sẽ bằng. Tức là dấu lớn hơn hay dấu nhỏ hơn sẽ được thay bằng dấu gì? Dấu bằng. Đấy. Môi trường trung tính. Thầy viết thiếu chữ môi trường rồi. Viết mỗi chữ môi rồi. Môi trường. Ba giờ. Môi trường trung tính. Để viết thiếu môi trường trung tính. Thầy vẫn thấy Long nói chuyện đấy, tập trung vào đi. Long mới đông. Tập trung vào học cho nó hiệu quả nào. Môi trường trung tính thì các em đầu tiên là có H cộng, có quan hệ gì với OH trừ đã? Là bằng OH trừ. Vậy thì tất cả các dấu ở trên mình thay bằng dấu bằng hết và cuối cùng sẽ biến đổi tương tự ra cái gì nhỉ? pH bằng 7. Đấy, pH bằng 7 nha. Và điện vào tài liệu thầy, pH bằng 7. Bây giờ chúng ta sẽ đọc đồng thanh nhá. Ví dụ là thầy chỉ là môi trường axit thì các em đọc đồng thanh là pH từ như nào nhỉ? Đồng thanh cho nó hay nhỉ? Thầy đọc là môi trường axit sau đó đọc pH thì các em sẽ nhỏ hơn 7, được chưa? Thầy đọc là môi trường bazơ thì các em đọc thầy đọc là pH thì các em đọc đồng thanh là lớn hơn 7. Đấy. Sau đó thì môi trường trung tính thì đọc pH thì các em đọc bằng 7, được chưa? Nào, đọc thế để cho nó nhớ lâu hơn. Lại nhá. Trong môi trường axit pH. Ok. Trong môi trường bazơ thì pH. Rồi. Trong môi trường trung tính thì pH bằng 7. Đấy, các em nhớ chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ tổng kết thành một cái thang như thế này. Một cái thang nhá, gọi là thang pH. Đấy. Cái thang gọi là thang pH. Không này. 14 này. Đây là pH. Đây là 7. Rồi. Các em thấy là pH nó chạy từ đâu đến đâu? Có giờ vượt qua 14 không? À, không. Mắc nó là 14 nhá. pH chạy từ 0 đến 14 thôi. Nó không thể qua được. Lý do vì sao không qua được là vì tích của H cộng và H trừ luôn bằng 10 mũi trừ 14. Xong rồi căn hai vế ra. Đấy, căn hai vế ra thì là mỗi cái là bằng 7 tối đa. Đấy. Acid bằng 7, bazơ thì cũng là mỗi một nửa này là 7, 7 cộng 7 có phải 14 đâu. Đấy, tóm lại là thang pH chỉ chạy từ 0 đến 14 thôi. Nếu chạy từ 0 đến 7 thì nó là cái gì nhỉ? Môi trường gì? Môi trường axit, đúng rồi. Nếu chạy từ 7 đến 14 thì là môi trường gì? Môi trường bazơ. Hoặc là môi trường kiềm cũng được. Có hai cái gọi. Thế còn nếu mà bằng 7 thì là môi trường gì? Là môi trường trung tính. Đấy, các em sẽ ghi lại cái thang này để các em nhớ. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập. Em luyện tập.
nào, luyện tập, đó là dự đoán môi trường, dự đoán hay là đánh giá cũng được, có hai từ nhá, dự đoán hoặc đánh giá môi trường của dung dịch các chất sau. Đấy, dự đoán môi trường hay đánh giá môi trường của dung dịch các chất sau. Đây, ví dụ là NaCl này, FeCl3 này, Na2CO3 này, HCl, KOH, NaHCO3, NH3, NH4, Cl, KNO3, KH2, PO4, CH3, COO, Na, C2H5, OH, CuSO4. Các em ghi đi, thầy ghi thấy các em ghi luôn cho nhanh. CaHCO3 tất cả 2 lần, NH4 2 lần CO3, NaHSO4. Đấy, tạm thời như thế đã. Các em ghi cách nó ra ấy, thì để tí các em điền lên trên các em ạ. Ghi cách ra một cách dòng ra để các em điền trên. Ví dụ là cái này lớn hơn hay nhỏ hơn 7. Ví dụ thầy lấy ví dụ chưa chắc chắn nhá. Cái này nhỏ hơn 7 chẳng hạn. Đấy, cái này bằng 7 chẳng hạn. Ví dụ thế. Thì các em điền vào cho nó có chỗ trống. Thế còn các em biết xít quá thì đến lúc điền nó chật. Đấy, đây là thầy ví dụ thế thôi chứ còn chưa chắc nó đúng. Tí là làm. Để dự đoán nhưng mà nó phải đúng, nó phải chuẩn, nó phải có cơ sở. Dự đoán hay là đánh giá, hai từ đấy là một. Đề nhiều khi nó bảo hãy đánh giá môi trường, hay là nó hỏi là dung dịch các chất sau có pH như thế nào. Đấy, có cái nhiều cách diễn đạt. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách làm. Trước hết, muốn làm được câu này ấy, thì các em phải hiểu nó là căn cứ vào cái tiêu chuẩn gì nhỉ? Acid thì pH thế nào? Nhỏ hơn 7 đúng rồi. Thế còn bazơ thì pH thế nào? Lớn 7. Thế còn trung tính? Đấy, vậy thì các em phải xem là dưỡng chất này ấy, nó là acid, bazơ hay là lưỡng tính hay là trung tính ở trong nước đã. Khi mà nó biết rồi thì sẽ tìm ra pH thôi. Ví dụ nhá, NaCl là chất thế nào nhỉ? Acid bazơ hay trung tính? Trung tính về pH thế nào? Bằng 7, viết bằng 7 luôn vào đây. Rồi, đơn giản rồi. Thế FeCl3 các em biết nó là chất gì? Nó là acid bazơ, lưỡng tính hay trung tính? Acid, đúng rồi, vậy thì thế nào nhỉ? Nhỏ hơn 7. Cái này? À, bazơ, vậy thế nào? Lớn hơn 7, thế vân vân. Tất cả cái này sẽ cực kỳ đơn giản nếu các em biết nó là acid bazơ, lưỡng tính hay trung tính. Vậy thì bây giờ thầy dẫn cách làm cụ thể hơn nhá. Bài giải. Rồi. Bước 1. Bước 1 này. Là các em phải tìm xem là vai trò. Đấy, vai trò của chất đang xét ở trong nước. Thế còn vai trò của nó như nào thì các em đã học ở buổi trước chưa? Học rất kỹ rồi đúng không? Đấy. Học rất kỹ rồi đấy. Vai trò là như thế nào? Cái buổi này là buổi cực quan trọng, tối quan trọng đấy. Và nào mà nghỉ thì phải học lại. Cố gắng học lại.
Đấy, vai trò của axit bazơ hay là trung tính trong nước ấy rất quan trọng. Theo nhung thì như mới nghỉ một buổi thôi, buổi đấy là nó chưa quan trọng lắm. May là học cái buổi này thì nó đơn giản rồi. Vai trò của chất trong nước như thế nào? Bước 2. Bước 2, từ vai trò sẽ tìm được pH. Từ vai trò sẽ tìm được pH. Tất nhiên là không phải chính xác con số mà nó khoảng thôi. Đấy. Cụ thể nhá. Nếu vai trò là axit thì suy ra pH thế nào các em? Nếu axit thì pH thế nào? Vừa rồi các em học đấy. Nhỏ hơn 7 đúng rồi. Đấy, như thế đã. Nếu mà các em tìm ra vai trò nó là bazơ thì các em đánh giá pH thế nào? Bazơ thì đánh giá là pH lớn hơn 7. Thế còn vai trò là trung tính. Chất trung tính thì suy ra pH thế nào nhỉ? Bằng 7. Đây là ba cái này các em đã học lúc trước rồi. Thế nếu như các em tìm ra vai trò là lưỡng tính, vai trò là chất lưỡng tính thì pH thế nào? Lưỡng tính có nghĩa là vừa là axit vừa là gì? Vừa là bazơ. Thì các em đánh giá pH thế nào nhỉ? Axit thì kéo H cộng xuống, kéo pH xuống nhỏ hơn 7. Thế bazơ thì kéo H cộng, kéo pH lên để cho nó cao hơn 7. Vậy tiêu chung lại thế nào nhỉ? Một cái kéo đây là 7 nha, một cái kéo xuống, một cái kéo lên thì cuối cùng là nó sẽ ra gì? Gần bằng 7 các em ạ. Đấy, chính xác thì không bằng. Bởi vì ta chưa biết là axit mạnh hơn hay là bazơ mạnh hơn đúng không? Nếu axit mạnh hơn thì nó sẽ áp đi, áp tính bazơ thì pH sẽ nhỏ hơn 7. Nhưng mà tính bazơ mạnh hơn thì pH sẽ làm sao nhỉ? Lớn hơn 7. Nhưng mà ta chưa biết được, vì vậy ta sẽ kết luận nó là xấp xỉ 7. Đấy, xấp xỉ bằng 7. Thế còn bạn nào ấy muốn một cách gần đúng, tức là không cần chính xác lắm, thì nếu mà ghi là pH bằng 7 cũng vẫn chấp nhận được nhá, vẫn chấp nhận được. Đấy, không quá sai, bởi vì xấp xỉ với bằng thì nó cũng không lệch nhiều. Ví dụ như 6,8 chẳng hạn hoặc là 7,2 chẳng hạn, thì để một cách đơn giản thì người ta có thể coi như bằng 7. Đấy. Chứ còn để bằng 7 chính xác tuyệt đối thì khó. Bằng 7 chính xác tuyệt đối là chỉ có nước cất thôi. Nước cất thì gần như chính xác tuyệt đối bằng 7. Nước cất là hoàn toàn không có chứa bất kỳ một cái chất tan nào. Đấy, thì đúng chính xác bằng 7. Chứ còn hầu như tất cả các cái chất thì nó ít khi bằng 7 được lắm. Nó phải lệch một chút. Ví dụ ở nhà các em mà có cái bình nước, bình nước 20 lít ấy, bình nước xanh xanh ấy, nó có cái mark ấy, nó sẽ ghi pH. Đấy, nó sẽ ghi pH bằng xấp xỉ bằng 6,8. Đấy, tầm tầm đấy. Đó, xấp xỉ bằng 7, tức là nó là trung tính, nên là uống ok, không vướng. Nếu mà pH nó tầm 4,5 thì nó axit quá, uống sẽ chua. Ví dụ nước chanh ấy, nước chanh thì sẽ pH khoảng 4,5 thôi, uống sẽ chua. Hoặc là giấm, giấm pH thấp khoảng 4 thôi, 4,7. Thế còn rượu thì sao? Rượu có chua không? Rượu không có vị chua, chỉ vị cay đúng không? pH nó là cái gì tí nữa chúng ta sẽ rõ, chúng ta sẽ nói. Rồi, thế còn cụ thể nhá. Bây giờ thầy mời từng bạn một nào, có ai xung phong với NaCl không? Phải thích chứ nào. Trước hết là tìm vai trò của NaCl đã. Thầy ví dụ nhá. Ví dụ này, cách suy luận là gì? Đầu tiên ví dụ này, NaCl thì các em thấy có hai nửa Na là nó nằm ở trong cái gì nhỉ? Ngọc nào? Từ cái gì ra nhỉ? Từ NaOH, nó nằm bazơ mạnh hay yếu? Bazơ mạnh. Bazơ mạnh thì suy ra Na. Đúng rồi, suy Na là trung tính. Na cộng là trung tính, rất là tốt đấy. Thế còn cái CL là từ đâu mà ra? Từ HCl là axit mạnh hay yếu? Axit mạnh, đúng rồi. Axit mạnh nên xưa cái gốc CL trừ này là gì nhỉ? Cũng là trung tính. Tốt lắm.
hai cái này nữa cộng sẽ là trừ đều trung tính, vậy ta suy ra tổng quát cái này là gì nhỉ? Là trung tính. Mà trung tính thì suy ra pH thế nào? Bằng 7. Đấy, vậy vậy các em kết luận đây. Bằng 7. Đây là cách làm. Tốt. Bây giờ đến FeCl3 và nào xung phong nào, chúng ta cũng phân tích kiểu như này. Đấy. Đây là thầy viết mẫu là các em tư duy trong đầu như thế nào thì thầy viết ra như thế đấy. À mà nhung nè, có hai nửa đúng không? Fe là từ đâu nhỉ? FeOH tất cả ba lần đúng rồi. Cái này là bazơ mạnh hay yếu? Bazơ yếu, vì vậy mà từ đó suy ra cái ion Fe3 cộng ở đây ở axit. Tốt lắm. Thế còn cái Cl? Từ HCl là axit mạnh đúng rồi. Suy ra Cl trừ là trung tính. Bây giờ ta gộp hai nửa này vào, ta suy ra FeCl3 là gì nhỉ? Là axit, chính xác. Vì vậy suy ra pH của nó. Tốt. Đấy, cực tốt đấy. Đấy. Đấy, thầy sẽ tạm làm hai con đã cho các em làm vào vở. Tí nữa thầy sẽ hỏi câu hỏi là bạn nào vẫn chưa hiểu vai trò của từng chất như thế nào trong nước. Đấy, xong cái cho các em giơ tay thầy biết xem những bạn nào chưa hiểu thì thầy sẽ chỉ cái video xem. Mà nếu như mà xem vẫn không hiểu thì thầy sẽ dạy lại một buổi khác bằng hiểu vậy thôi. Buổi khác. Thầy sẽ làm mẫu thêm một thai con nữa, sau đó là các em sẽ tự làm. Tự làm sau đó chúng ta so sánh kết quả. À, tiếp tục đến cái Na2CO3 nhé. Na2CO3. Bạn nào xung phong à? À. À, Nguyễn Nam thế nào? Cái này từ cái Na cộng đây là CO3 2 trừ đúng không? Cái Na cộng từ đâu mà ra? À, từ NaOH nó là bazơ thế nào nhỉ? Là bazơ mạnh. Bazơ mạnh là suy trung tính. Thế em biết vì sao mạnh là trung tính không? À, em chưa hiểu đúng không? À, em nghĩ buổi đấy thì em chưa hiểu đúng rồi. Ok. Em sẽ xem lại video chắc chắn sẽ hiểu thôi. Thế còn CO3? Từ H2CO3. H2CO3 là axit thế nào? Axit yếu. Axit yếu thì suy ra cái gốc CO3 là cái gì? Là bazơ. Thế em đã hiểu vì sao bazơ? Cũng chưa hiểu lắm đúng không? Ok. Tốt. Tạm thời như thế đã. Thế còn thì em sẽ tìm hiểu nguyên nhân vì sao là từ axit yếu thì suy ra bazơ. Từ bazơ mạnh thì lại suy ra trung tính. Sau từ đây là kết luận thì là ba giờ đó thì là pH sẽ lớn hơn 7, rất tốt. Đấy, pH lớn hơn 7 rất tốt. Rồi nào,
Bây giờ các em sẽ tự làm. Tự làm bằng cách là các em điền thầy pH trên đầu những chất này. Đấy. Các em tự điền đi, sau đó chúng ta sẽ check kết quả. Các em không cần phải làm như thế này nữa. Đây là thầy làm mẫu. Thầy làm mẫu ở trong đầu các em như thế nào thầy ghi ra thôi. Bây giờ các em không cần phải ghi ra này nữa. Các em ghi luôn kết quả ở đầu thôi nhá. Kết quả ở đầu như nào các em ghi luôn. Không cần viết ra nữa. Buổi trước thầy có ra bài tập gì không nhỉ? À. Thầy xem nào.